Ngay sau đây thì chúng tôi xin được đến với một câu hỏi khác. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ tổng đài 19006145. Xin được chào khán giả đang được kết nối trực tiếp với các chuyên gia tại trường quay. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia của chúng tôi. Alo ạ. Dạ vâng. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho hai vị chuyên gia tại trường quay ạ. Dạ, em tên là Đinh Văn Thái và có tư kiện chung. Vâng, xin được chào anh Thái. Không biết là ngày hôm nay thì anh đang quan tâm đến lĩnh vực nào? Em đang quan tâm vấn đề chăn nuôi. Xin mời anh ạ. Nhà, em có con đàn thì nó không có triệu chứng. Vâng, rồi thì sốt, đi ngoài phân táo, xong rồi tiêm thuốc amoxicillin thì có hiện tượng đỡ đi ngoài phân táo vài hôm sau, tiêm nó sưng mặt đầu, những thứ là chết. Dạ vâng ạ, chúng tôi thì cũng đã nghe được một vài thông tin từ phía khán giả. Và theo như những thông tin mà chúng tôi nhận được thì là câu hỏi của khán giả là khán giả đang nuôi được khoảng 20 con lợn rừng, đủ khoảng 4 đến 5 tháng tuổi và là lợn nái. Và hiện tại thì đang có 4 con có những cái biểu hiện như là nóng sốt, đi ngoài phân táo, thâm mắt, có rỉ mắt. Và khán giả đã dùng một số loại kháng sinh, trong đó thì có amoxicillin. Và khi mà dùng kháng sinh thì lợn đi ngoài phân bình thường. Tuy nhiên thì sau đó thì vẫn có những cái triệu chứng bệnh như mô tả ở trên. Thì xin mời chuyên gia hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Thực ra nếu như giá như con lợn bị chết ấy, mà anh mổ khám có bệnh tích gửi về trên chương trình ấy, thì chúng tôi tự tin hơn trong cái lời khuyên. Thế nhưng mà thôi thì anh lấy giấy bút ghi đi ạ. Một là anh tiêm lại ngay hai vaccine tai xanh và dịch tả lợn cổ điển. Tai xanh thì anh có thể dùng một trong hai loại là GXA1R của Trung Quốc hoặc Boehringer của Đức. Thứ hai là vaccine dịch tả lợn cổ điển thì anh nên dùng vaccine của sĩ nghiệp thuốc thú y Trung ương Phùng Hải Đức Hà Tây cũ. Hai vaccine này tiêm cùng lúc vào hai bên mang tai. Thế sau đó thì toàn trại anh cho ăn Tidoctea, cái thuốc Tidoctea hoặc là anti CRDLA với liều 2g trên 1kg thức ăn liên tục 5 ngày. Rồi thứ ba ấy, là những con sốt từ 40,5 độ trở lên thì anh lấy Macavet. Macavet tiêm ngày 1, ngày 3, ngày 5, tức là cách một ngày anh tiêm một mũi Macavet 1 cc cho 15 đến 17 cân thể trọng. Sáng và chiều ngày thứ 2 và thứ 4 thì anh lấy Vizante và Đề Sa Thái mỗi loại 1 cc pha chung và tiêm cho 10 cân heo một lần. Nhớ là ngày thứ hai hai lần sáng và chiều và ngày thứ tư hai lần sáng chiều. Những con sốt như vậy thì hàng ngày anh tiêm thêm một mũi Anagen C, liều lượng cũng thường là 1 cc trong 10 cân. Thế ngoài ra thì bây giờ anh phải tăng cường khâu chăm sóc nuôi dưỡng bằng cách là làm cách nào đó để cho lợn ăn được càng nhiều càng tốt. Thì trong đó thì nên bổ sung thêm rau xanh, củ quả, bởi vì lợn rừng mà. Thì chúng ta nên bổ sung rau xanh, củ quả, vừa là làm đấy là cái món ăn ra là gọi là khoái khẩu, nhưng đồng thời cũng là cung cấp cái lượng thức ăn cần thiết và chống táo bón. Cuối cùng ấy là trong nước uống thì anh nên bổ sung, anh nên có điện giải, có super vitamin và có tê cúm gia súc, mỗi loại 1g pha chung vào 1 lít nước và cho lợn uống thoải mái tự do 5-7 ngày. Anh làm đúng thế thì đàn heo của anh sẽ khỏi, nếu như bị như anh vừa mô tả không thôi thì nó sẽ khỏi. Đó là tai xanh hoặc là dịch tả cổ điển hoặc là hai bệnh ghép với nhau. Tuy nhiên vì không có bệnh tích cho nên ấy là vấn đề cái biểu hiện của dịch tả lợn cổ điển và dịch lợn châu Phi nó có nhiều điểm rất giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác như vậy về mặt bệnh tích thôi. Cho nên chúng ta cần phải có thêm bệnh tích. Nếu có bệnh tích thì anh nên gửi tiếp về chương trình và chúng tôi tiếp tục tư vấn và lời khuyên để chúng ta xác định bệnh nó chính xác hơn. Bởi vì trong trường hợp này ấy, như tôi vừa nêu là nếu dịch tả lợn cổ điển và tai xanh thì cái phác đồ điều trị tôi nêu sẽ ổn, nhưng nếu là dịch tả lợn châu Phi thì nó lại là vấn đề khác. Bó tay chúng con.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm với những tư vấn hữu ích vừa rồi ạ. Và hy vọng là khán giả đã lắng nghe được rất rõ những tư vấn từ chuyên gia. Và trong trường hợp nếu như khán giả chưa ghi lại được đầy đủ phác đồ mà chuyên gia đưa ra thì có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 55 đến 21 giờ 55 cùng ngày. Và một lần nữa thì chuyên gia Lê Văn Năm cũng đã vừa nhắc lại là khán giả có thể nếu như có một số hình ảnh về bệnh tích thì có thể gửi lại về kênh VTC16 qua địa chỉ email hãy hỏi để biết, và qua đó thì các chuyên gia thì có thể sẽ đưa ra những phác đồ kỹ và sâu hơn để khán giả có thể khắc phục cho đàn lợn của gia đình mình.